Hi, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay là nói về tìm điều kiện để tứ giác là một hình thoi hoặc là hình vuông nha các bạn. Thì đề bài cho như sau: cho một cái tam giác, xin lỗi, cho một cái hình vuông nha các bạn. Thì các bạn nhớ đặc điểm của hình vuông là bốn góc nó bằng 90 độ. Được chưa ạ? Và tất cả các cạnh của nó bằng nhau. Rồi, tiếp theo, điểm M nằm trong cái hình vuông thì các bạn phải biết phân biệt nằm trong nè, nằm ngoài nè và nằm trên. Đây, ví dụ điểm M nằm ở đây gọi là nằm ngoài. Còn điểm M nằm ở đây thì người ta gọi là nằm trong. Còn điểm M mà nằm ở trên tất cả các cạnh của hình vuông người ta gọi là nằm trên. Được chưa? Rồi, vậy là nằm trong là mình sẽ lấy cái điểm M này, lấy điểm M này nha các bạn. Rồi tiếp theo, gọi E, F lần lượt là hình chiếu của M lên cạnh A, AD. Thì các bạn nhớ hình chiếu là phải vuông, vuông góc, hình chiếu là phải vuông, vuông góc. Được chưa ạ? Vậy là đây là E, đây là F. Thì người ta kêu tìm điều kiện để A, E, M, F là hình vuông. Thì thứ nhất các bạn nhìn vào cái hình AEMF là hình gì rồi ạ? Hình chữ nhật, đúng không ạ? Hình chữ nhật. Vậy bây giờ ta xét tứ giác đó trước. AEMF ta có góc A thì mình viết, có thể mình viết ba chữ nha. EAF bằng 90 độ. Lý do ABCD là hình vuông. Tiếp theo AEM bằng 90 độ, lý do là hình chiếu, hoặc là mình ghi giả thuyết cho lẹ. AFM bằng 90 độ. Đây nè, một góc vuông, hai góc vuông, ba góc vuông, giả thuyết. Từ ba góc vuông này suy ra tứ giác AEMF là hình chữ nhật. Được chưa? Lý do tứ giác có ba góc 90 độ, ba góc vuông. Rồi, bây giờ vậy mình phải tìm điều kiện để nó là hình vuông. Thì các bạn vậy suy ra tứ giác AEMF là hình vuông khi và chỉ khi nè. Hình vuông thì tất cả các cạnh AF bằng FM, bằng EM và bằng AE. Được chưa? Tiếp theo các bạn phải biết rằng cái góc này nè, cái góc MAE, góc này phải bằng bao nhiêu ạ? Thì mình vẽ một cái hình vuông ra để cho các bạn thấy nè. Đó, AFME. Đó. Đó, muốn là hình vuông thì cái góc này nè, đánh số 1 và góc số 2 này nó phải bằng nhau và bằng 45 độ. Vậy đồng nghĩa cái góc MAE của mình phải 45 độ. Được chưa? Đó. Vậy suy ra khi và chỉ khi góc MAE bằng góc MAF bằng 45 độ. Hay nói nôm na AM là tia phân giác đó, hoặc là các bạn có thể nói là AM là tia phân giác của góc FAE. Được chưa? Rồi, mà mình cũng có CAD. Đó, mà mình cũng có CAD cũng bằng 45 độ. Lý do AC là đường chéo của hình vuông ABCD. Được chưa? Hằng này, góc hằng này cũng 45 độ. Và hai thằng này nó chung cái cạnh này nè, các bạn thấy không ạ? Đây nè, đó. AE với lại AD nó chung nè, nó thẳng hàng nè. Đó. Vậy muốn hai góc này bằng nhau thì suy ra cái điểm M của mình phải thuộc gì ạ? Thuộc AC. Vậy suy ra điểm M là điểm thuộc đường chéo A
AC của hình vuông ABCD. Được chưa? Vậy để AEMF là hình vuông thì cái điểm M phải nằm trên cái cạnh AC nha các bạn. AC.